Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Vào ngày 1 tháng 8 mình có một cái video hướng dẫn các bạn ăn chia 10 triệu token Cherry nè các bạn. Thì hiện tại bạn nào có làm dự án này thì các bạn cần phải xác minh lại một lần nữa nha các bạn. Thì đối với bạn nào chưa làm thì có thể tham gia dự án này còn được nha các bạn. Thì chương trình AirDrop này nó sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 9 các bạn. Đối với những bạn nào đã tham gia dự án trước kia mà không làm dự án này thì coi như là các bạn đã bị lỗi nha các bạn. Thì để tham gia dự án này tiếp theo thì các bạn cần phải click phần link mô tả dưới video mình làm thêm một cái tách thứ hai nữa các bạn. Mà bấm let's go nè. Rồi đầu tiên thì các bạn điền là username của tất cả bạn nè. Các bạn cứ ghi họ và tên của mình lại. Rồi bấm ok nè các bạn. What your name? Tiếp tục các bạn đi địa chỉ email. Official địa chỉ email của các bạn vào nè các bạn. Rồi các bạn bấm ok tiếp tục nè. Sau đó thì các bạn kiểm tra kênh group bên trên của tất cả các bạn nè. Mình chỉ kiểm tra thôi các bạn. Có nó có ao ra không các bạn? Trước kia mình đã tham gia rồi. Không ao đâu các bạn. Rồi bạn nhấp vào ba cái cùng nè. Bạn vào setting nè. Các bạn copy được username mình chỗ này nè các bạn. Rồi. Các bạn dán vào đây. Rồi các bạn bấm ok. Tiếp tục các bạn follow Twitter and Twitter and submit request the pinbot. Tiếp tục con nhấp vào đây follow cho Twitter và request cho pinbot nè các bạn. Trên Twitter bạn theo dõi nè các bạn. Rồi các bạn like nè. Các bạn chỉ dẫn cho tweet đi các bạn. Để mình lấy vài người bạn của mình vào rồi. Mình chỉ dẫn cho tweet nè các bạn. Các bạn tăng 5 người bạn mình vào nè các bạn. Rồi sau đó các bạn bắt up lên nè các bạn. Để mình coi nó kêu nó khai báo cái gì ta. Ok, follow Twitter and review shopping bot. Sau đó, rồi tiếp tục cái dòng này thì các bạn điền lại username Twitter tất cả các bạn nha các bạn. VN9. Rồi bạn bấm ok. Tiếp tục các bạn subscribe kênh YouTube nè. Thì bạn nhấp vào đây subscribe thôi các bạn. Ok, nó đây lộn các bạn. Này trên cái edit. Rồi thì các bạn nhấp vào ba cái cùng nè. Các bạn nhấp vào nó avatar của mình nè. Các bạn copy lại username edit nè. Rồi đây cho nó nè. Rồi các bạn dán Reddit của mình vào các bạn. Sorry các bạn, mình nói kênh YouTube mình lộn người ta các bạn. Rồi bạn bấm ok nè. Rồi sau đó các bạn bấm vào continue người ta các bạn. Mình làm kỹ càng nè các bạn. Tập càng chơi Cherry này rất là có giá trị các bạn. Tiếp tục các bạn cho anh sao Discord, điền là username Discord nè. Vì trước kia mình đã là tham gia testnet nhận tập cành Cherry này không biết mình có được nhận được nữa không biết nữa. Rồi các bạn chấp nhận là mời nha các bạn. Rồi trên các bạn chấp nhận là mời xong thì các bạn chọn một verify nha các bạn. Verify thế được không Cherry? Rồi các bạn chọn quốc gia Việt Nam nha các bạn. Rồi các bạn gửi tin nhắn vào đây nè. Được chưa biết nữa. Ngày 15 tháng 9 nó phân phối. Chưa các bạn chọn lại Việt Nam cái nữa các bạn. Sao mà nó không cho mình gửi tin nhắn vào đây ta. Verify rồi mà. Các bạn chờ chút xíu các bạn. Welcome Bumat. Verify nè. Mình đã verify rồi chưa nữa. Không biết nữa. Nhập vào đây thì trong Việt Nam. À các bạn chọn vào quốc gia Việt Nam nha các bạn. Sao mà lại chỉ Nhật Bản tại. Đây phải Cherry không ta? Rồi các bạn chọn quốc gia Việt Nam, các bạn chat một câu nữa bạn. Good Arab. Để nó chat mình qua là người máy các bạn. Rồi sau đó các bạn copy cái username này nè các bạn. Đây trong bức ảnh avatar mình nè các bạn. Rồi các bạn sao chép lên nè các bạn. Rồi các bạn nhấp vào đây nè các bạn. Các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi các bạn bấm ok. Sau đó các bạn follow minimum nè.
Rồi trên minimum thì các bạn bấm vào follow nha các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên nè các bạn. Rồi các bạn bấm continue nha các bạn. Tiếp tục follow Instagram, điền lại username Instagram. Này nó không có kêu mình để account đầu tiên nên mình không có để các bạn. Thì trước kia mình đã follow rồi nên các bạn nhấp vào avatar của mình nè các bạn. Rồi các bạn chỉ copy cái Instagram mình chỗ này nè các bạn. Rồi các bạn chạy vào đây đi, các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi các bạn bấm ok. Sau đó thì các bạn chọn network, đây thì các bạn chọn tiền nha các bạn. Hiện tại token Cherry này nó đã có sàn riêng của nó là chạy trên nền tảng của OKChain. Thì đây thì nó mình chọn BNB Smartchain nha các bạn. Rồi các bạn bấm ok. Submit a chain you BNC Smartchain Visual and 30k. Rồi tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ BNB Smartchain Dash20 trên Discord Wallet của mình nha các bạn. Để sau này nó token nó phân phối nha các bạn. Rồi các bạn gì bấm submit thôi các bạn. Ok, con chương trình này Hudson Wallet. Vậy là xong rồi các bạn. Để mình coi cái này cái gì ta. Đây thì nó có chương trình update sale nè. Bạn nào có tham gia thì các bạn nhấp vào đây tham gia luôn nha các bạn. Tham gia wallet của nó nè để mua token chi của nó nè. Rồi vậy video mình đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.